Xin chào anh em, em là Tú, chuyên gia lô đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng Và hôm nay em mới về sẵn tại cửa hàng một chiếc đồng hồ với mức giảm giá cực kỳ tốt nhá Đó là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Seamaster Aquatra của nhà Omega Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với thiết kế sa mặt 41.5mm Dành cho anh em cổ tay vừa và cổ tay to lên tay rất là khỏe và lam tính nhé chúng ta sẽ có hai ô lịch ở bên trên góc mặt số góc 12 giờ và góc 6 giờ và đây sẽ một cái mô đồng hồ hàng mới 100% đầy đủ phụ kiện đi kèm bao gồm hộp sổ thẻ tác và với chiếc đồng này thì chúng ta sẽ có bộ hai tấm thẻ đi kèm ở bên tay phải của em đây ạ tấm thẻ đầu tiên đó chính là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng thì với tấm thẻ này chúng ta sẽ có đầy đủ mã máy số seri và dấu lấy mua tiếp đến em sẽ có ngày kết bảo hành ở trên thẻ đó là mùng 2 tháng 1 2023 và sẽ bảo hành chính hãng đến tháng 1 2028 nha anh em. Và khi mà anh em giao lưu tại cửa hàng của em thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em mình tại cửa hàng đó là 5 năm. Và trong 5 năm này thì em chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như là uh, những cái vấn đề về service và em còn bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh mình có nhu cầu nhá. Tiếp đến em sẽ có tấm thẻ chứng nhận bộ máy 8612 là một trong những cái bộ máy in-house của nhà Omega với bộ máy này chúng ta sẽ có tất cả những cái bằng sáng chế những chứng nhận độc quyền của nhà Omega được áp dụng trên cái bộ máy này đi đến vấn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay một chiếc đồng hồ với thiết kế vàng khối ở thân vỏ bộ kim cọc số bộ khóa và ở mặt sau đáy chúng ta sẽ thấy được bộ máy được trang bị củ văng cầu cân bằng cũng sẽ là bằng vàng đúc nguyên khối nhá một chiếc đồng hồ toàn vàng là vàng thôi ạ à. em này quen thì sẽ có một cái phần mặt số màu trắng tinh khôi một cái phần mặt trắng cực kỳ đẹp và rất dễ phối đồ chúng ta sẽ có đó những cái đường kẻ sọc lỗ bật trên cái phần để mặt số này ngoài ra thì sẽ có thêm đó là những cái đường trải tia siêu nhỏ được hoàn thiện toàn bộ trên cái phần mặt số tạo cho một cái phần mặt số trở lên sáng và trắng đẹp nhất có thể ạ tiếp đến em sẽ có đó là các cọc số cùng với đó sẽ bộ kim được hoàn thiện bằng vàng đặc nguyên khối nhá được hoàn thiện giữa đánh bóng và phay xước và trên thân kim và thân cọc số cũng còn sẽ có là gắn dạng quang bao quanh cái phần mặt số này chúng ta sẽ có các vạch chiếc phút tương ứng với 60 phút và chúng ta sẽ có hai chức năng đó là lịch thứ và lịch ngày ở bên trên góc 12 và góc 6 giờ vô cùng tiện lợi mặt kính của chiếc đồ dụng là mặt kính sapphire nguyên khối nha anh em và mặt kính trên thì sẽ mặt kính sapphire cong còn mặt kính ở mặt sau đáy sẽ mặt kính sapphire phẳng với mặt kính trên thì chúng ta sẽ có đó là một cái một cái mặt kính được phủ AR chống lóa giúp cho mặt kính trở lên trong và nó sẽ giảm cường độ sáng khi mà có ánh sáng mạnh đi qua và nó sẽ làm cho cái phần mặt số trở nên đẹp và có chiều sâu hơn rất nhiều đúng không ạ về phần thân vỏ thì chúng ta sẽ thấy được một cái phần thân vỏ được kết hợp giữa đánh bóng và phay xước một cái phần liềng được thiết kế đánh bóng toàn bộ và bên cạnh liềng thì vẫn sẽ là những cái điểm vô cùng sắc bén còn ở phần thân bên dưới chúng ta sẽ có đó những cái điểm đánh phát ở bên trong tạo điểm nhấn kết hợp giữa đánh bóng và phay xước phân càng được thiết kế gọn gàng và nó sẽ hơi cùm một chút Bởi vậy thì tuy có thiết kế sang mặt 41.5 Nhưng với những anh em cổ tay vừa vẫn có thể chơi một cái rất thoải mái nhé Bên tay phải của em chúng ta sẽ có thiết kế lúm một chiếc này Với logo thiệu quang ở chính giữa Toàn bộ phần thân lúm cũng sẽ là vàng đặc nguyên khối Và chúng ta sẽ thấy được một kiểu dạng thiết kế lúm vặn cổ chai Anh em nhà mình chỉ cần vặn ngược ra để mở núm nhé sau đó thì anh em có thể lên thêm được cót tay khi mà đã mở ra hết cái gen và rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch ngày và chỉnh lịch thứ bằng cách vặn tiến lên ngược lại sẽ chỉnh lịch thứ nhá và rút thứ hai sẽ là chỉnh giờ của chiếc đồng này sau khi chúng ta lấy giờ và lấy ngày lấy lịch thứ xong thì anh em cho mình bấm vào và sử dụng hai ngón tay ấn và xoáy lên để tiến hành vặn cái núm vặn của trang này lại độ chống nước lên đến 150 m với độ chống nước này thì anh em nhà mình hoàn toàn có thể rửa tay đi mưa nhẹ nhàng rất là rất là thoải mái bộ dây đi kèm chúng ta được sẽ được trang bị đó là bộ dây cá sấu màu nâu đen nhé một bộ dây cực kỳ đẹp với thiết kế đầu dây bên trên sẽ được thiết kế hơi dài một chút để phù hợp với thân vỏ có độ dày khoảng tầm 11.5 mm. Đuôi dây sẽ được thiết kế cái dạng rất là mỏng để có thể ôm sát với cổ tay. Đầu dây bên này thì chúng ta sẽ có thiết kế khóa bằng vàng đặc nguyên khối nhá, được đánh bóng, được đánh hoa phay sức hoàn toàn cái phần mặt khóa này và chúng ta sẽ có ở mặt sau đó là những cái dấu khắc triện về chứng minh cho một chiếc đồng hồ sụng thân vỏ thân khóa bằng vàng đặc hóa chuyện 750 18k chuyện đầu chó vela trên tàu ly đi kèm với đó chúng ta sẽ có một cái dòng mã khóa như thế này ở à mặt sau đáy thì chúng ta sẽ thấy được bộ máy của chiếc đồng hồ dụng nhá với thiết kế dòng Aquatera thì chúng ta sẽ có một cái mặt đáy xoáy ren và trên cái phần mặt đáy này chúng ta sẽ có những cái dòng chữ khác triện đó là Aquatra 100 m chống nước C14 và bốn phần càng sẽ có đó là chuyện số seri chuyện A50 18k triện uh, móng ngựa Omega và chị gần tàu ly triện đầu chó còn ở bên trong bộ máy thì anh em mình sẽ thấy được một cái bộ máy được hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết những cái thông số những cái thông tin về bộ máy thì sẽ được khắc chìm trên thân máy và sẽ có màu đỏ cực kỳ nổi bật Chuyện 750 ở bên trên cái phần cú văng và trên cầu cân bằng và trên cầu cân bằng này cũng có số seri nhá. Bộ máy này thì sẽ có thật tích cót đó là 55 tiếng, sai số cộng trừ không quá 4 đến 6 giờ một ngày nhá. Bây giờ em thử trên tay cho anh em mình ạ. Với thiết kế xe mặt 41.5 thì khá là phù hợp với những anh em cổ tay to, còn những anh em cổ tay vừa thích đeo size to vẫn có thể chơi được một cách rất thoải mái nhá. Dòng Aquatera này thì sẽ có hai size dành cho anh em đó là 38.5 và 41.5 thì uh, với size cả hai size trên em đều sẵn tại cửa hàng anh em quan tâm đang đeo bất cứ một mẫu size nào thì có thể inbox trực tiếp cho em để em có thể tư vấn và hỗ trợ anh em một cách nhanh chóng nhất nhá thì với chiếc đồ này em đang có mức giá giảm giá cực kỳ tốt gửi đến anh em mình đó là 285 triệu nhá giá hãng rất là cao giá hãng khoảng tầm trên 500 triệu tất cả các mẫu đồng hồ em gửi đến anh em mình thì đều là hàng chính hãng nhé em anh em có thể đi check bất cứ chợ uy tín trên toàn quốc và em có đầy đủ đó là giấy cam kết và hóa đơn để anh em thể yên tâm thoải mái trải nghiệm số điện thoại hotline của em em có để dưới góc màn hình anh em cần em tư vấn hỗ trợ thì cứ alo cho em cảm ơn anh mình đã theo dõi nhé em xin kết thúc video tại đây